Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bí Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 3 của cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Trần Văn Hải về bản báo cáo của ông Robert Miller do Võ Thành Nhân thực hiện. Và khi mà Tiến sĩ nói rằng là cái bối cảnh nó vậy nó mới đưa đến cái tình trạng là tờ New York Times là một trong những tờ giống như là một cái media chánh để mà ác thắt. Thì cái bà Elizabeth lúc đó như thế nào vậy? tờ new york times và tờ washington post quý vị cũng nhớ trước đây thời tổng thống nixon là hai cái tờ báo đã có những cái bài báo cũng như là những cái uh, tin tức mà làm rốt cuộc làm cho tổng thống nixon phải uh, từ chức một khi mà cái vụ này nó bùng nổ thì hầu như tất cả các cái phóng viên của hai cái tờ báo này đều có cái hy vọng đều có cái ước vọng là mình cũng sẽ trở thành nổi danh như hai cái phóng viên Bob Woodward và Bernstein mà trước đây trong vụ watergate đã làm tổng thống nixon từ chức họ nghĩ rằng với cái ông phó giám đốc fbi là ông andrew mccabe mà sau này tất cả những nhiều tài liệu cho thấy ông này đã rò rỉ tin tức bất lợi cho ông trump và hầu như là đã đi ngược lại những cái đường lối chính sách của đảng của cơ quan fbi cho nên sau đó ông bị sa thải và hiện nay ông vẫn đang bị điều tra và có thể bị truy tố những phóng viên này vẫn hy vọng một phó giám đốc của FBI sẽ cung cấp cho họ những cái tin tức mà họ có thể mang lại cái sự sụp đổ của chính quyền Donald Trump. Giống như ông phó giám đốc FBI lúc thời tổng thống Nixon là ông Mark Felt đã cung cấp những cái tin tức rất bí mật về các cái bị điều tra dưới thời tổng thống Nixon cho hai phóng viên Bob Woodward và Leonard Bernstein, mà kết quả là tổng thống à, Nixon phải từ chức vào năm 1974 đó là lý do tại sao hai tờ báo này trong suốt hai năm trời không có một bài báo nào là có lợi cho tổng thống trump đồng thời các cái đài uh, truyền hình như là cnn uh, msnbc abc cbs nbc nếu quý vị uh, xem những cái đài đó cũng giống như tôi là tôi thấy hầu như một ngày 23 tiếng đồng hồ là họ chỉ dành cho những cái vấn đề liên quan đến vấn đề là có thông đồng có có hợp tác với Nga hay không và hội hệ quả là như thế nào có đi tù hay không có bị đàn hạch có đem bị quốc hội đem ra uh, miễn nhiệm hay không Đó tất cả là nội dung mà làm cho xã hội Hoa Kỳ hầu như phải nói được rằng là um, tê liệt một phần trong vòng 2 năm qua về vấn đề uh, các vấn đề xã hội và khi mà chúng ta nói tới một cái bản báo cáo trên 300 trang của ông Mueller đó, thì hiện nay chúng ta được biết rằng nó đang phổ biến chỉ có 4 trang giấy của ông Barr mà thôi. Thì như vậy là cái sự chọn lọc của ông Barr như thế nào và những người đảng Dân Chủ vẫn muốn xem hết, vẫn muốn được tung ra hết 300 trang, nội dung của 300 trang giấy đó. Yeah. À, dĩ nhiên là người ta sẽ công bố nhưng mà vấn đề là cái luật pháp của Hoa Kỳ hiện nay là trong trường hợp công bố như vậy nếu những người bị truy tố À, thì có thể công bố tất cả những cái chi tiết lý do tại sao là là, là truy tố người ta. Còn nếu trong vòng điều tra mà không đủ chứng cứ hoặc là không truy tố một cá nhân nào đó, thì luật hiện nay không được công bố tất cả những chi tiết đó, bởi vì nó có thể hại cho thanh danh, hại cho sự nghiệp, hại cho cơ hội làm ăn của người ta. thì cái điều đó tôi nghĩ cũng đúng thôi. Bởi vậy cho nên sau cho nên trong cái luật mới của Hoa Kỳ về cái các cái quyền hạn cũng như là cái nghĩa vụ của một cái công tố đặc biệt là đề nạp cho bộ tư pháp một cái bản báo cáo mật confidential report để rồi bộ tư pháp sẽ xem ở trong đó có những cái chi tiết thông tin nào liên quan đến các cái đội đại hội đồng thẩm phán à, để mà à, gọi là tách ra những cái thông tin đó thì không có lợi cho cái người không bị truy tố để khỏi công bố ra ra, ra ngoài công chúng còn ngoài ra tất cả những thông tin khác à, thì sẽ được công bố ngoại trừ những thông tin có tính cách mật về tình báo về quốc phòng là vậy thì người ta sẽ có một quỹ ủy ban và đặc biệt là quỹ ủy ban này gồm có bộ trưởng tư pháp phó trưởng bộ trưởng tư pháp là ông Rod Rosenstein hiện nay vẫn còn phục vụ và ông Robert Mueller thì người ta đi từng trang từng trang người ta xem thông tin nào cần phải à, cần phải bôi đen còn thông tin, tin nào thì vẫn là công bố được thì người ta phải làm cái nhiệm vụ này bởi vì nếu không làm như vậy thì họ là phạm luật và người ta có thể bị kiện bởi những cái người mà trước đây bị điều tra. Cho nên đó là lý do tại sao nó trì hoãn trong cái việc là công bố hoàn toàn cái bản báo cáo này ra trước sau gì cũng công bố ra thôi. Nhưng mà bởi vì cho nên bởi vì là cái bản tóm tắt chỉ có bốn trang cho nên người ta muốn biết toàn bộ chi tiết thì tôi nghĩ rằng là trước sau người ta cũng biết và đó là lý do mà tại sao chỉ có bốn trang của ông William Barr Bộ trưởng Tư pháp hiện nay trên tường trình cho Quốc hội thường thường ở trong một cái báo cáo như vậy thì người ta có một cái phần đầu người ta gọi là executive summary tức là người ta tóm tắt lại tất cả những cái kết luận chính yếu để rồi khi đi vào ở trong báo cáo có từng chương một khai triển từng ý tưởng cũng như là rồi cái kết luận của mỗi cái cái chủ đề của điều của cuộc điều tra thì chúng chúng tôi tôi nghĩ là chúng ta cũng à, đã trải qua hơn 2 năm à, điều tra về tất cả những vấn đề này rồi thì trong vòng một vài tuần nữa không phải là thời gian lâu để chúng ta biết hết tất cả những cái uh, chi tiết ngọn ngành của cái cuộc điều tra của ông Mueller. Và tiến sĩ có thể cho biết thêm là cái vai trò của ông Mueller, Bob Mueller và ông Ken Starr nó khác nhau như thế nào? À, à, mọi người đều đều đặt câu hỏi về vấn đề này bởi vì à, ông Ken Starr tức là công tố độc lập (Independent à, Prosecutor) của thời điều tra tổng thống Clinton. Là bởi vì lúc đó, cái luật đó là một cái công tố gọi là độc lập. Thì sau khi điều tra và kết luận, chỉ nộp cái bản báo cáo cho quốc hội. Quốc hội sẽ biểu quyết có công bố hay không. Nhưng mà sau khi ông Ken Starr điều tra ông Tổng thống Clinton, thì cái bản báo cáo dài 455 trang của ông có chứa rất nhiều chi tiết mà phải nói là à, rất là nhạy cảm. Đặc biệt là trong cái vụ mà À, tình ái lăng nhăng giữa ông tổng thống Clinton với lại là cái cô tập sự à, Monica Lewinsky cho nên là sau đó quốc hội năm vào năm 1999 thì có thay đổi cái luật mà gọi là cái luật cho công tố đặc biệt cái sự thay đổi này quy định rằng là ngoài cái quyền hạn hầu như là không có giới hạn của công tố à, độc lập cũng như là công tố đặc biệt thì sau khi hoàn thành công tố đặc biệt này chỉ đề nạp một cái bản tường trình mà có có tính cách kín confidential report cho bộ tư pháp và bộ tư pháp có nhiệm vụ rà soát tất cả những cái thông tin mà chúng tôi nói trước đây là nhạy cảm hoặc là không cần thiết phải công bố để rồi sau đó thì công bố ra cho công chúng đó là cái sự khác biệt giữa ông Ken Starr và ông Bob Mueller. Yeah. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đúng tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phương xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phỏng vấn đặc biệt về bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Miller vào ngày mai. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sptn tv Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình thông báo kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai chung. Giấy tờ tùy thân có hình, thẻ an sinh xã hội hoặc số ITIN. Tất cả giấy tờ về lợi tức thu nhập tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng, mang theo chi phiếu không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng. Các giấy tờ biên lai like có chi phí cho các người phụ thuộc, tiền học phí, tiền lãi trả nợ mua nhà. Bằng chứng về bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm, thẻ Medicare hoặc Medicaid. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skill Short Center, Annadale, 7611. Little River Turnpike, phòng 330 Annadel, Virginia, 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng Tư năm 2019, vào các ngày thứ Tư và thứ Năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ, 703-533-5471.